Tờ Telegraph của Anh đưa tin AstraZeneca vừa nộp đơn xin thu hồi vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược này nghiên cứu và sản xuất trên toàn thế giới. AstraZeneca cho rằng thị trường đã không còn nhu cầu với vaccine của mình vì hiện đã có nhiều dòng vaccine khác hữu hiệu hơn, có khả năng phòng chống nhiều biến chủng COVID-19 hơn. Hiện AstraZeneca đã ngừng việc sản xuất và cung cấp loại vaccine này. Hãng dược Anh Thụy Điển đã chủ động xin rút giấy phép kinh doanh loại vaccine COVID-19 tại Liên minh châu Âu, chính thức có hiệu lực tại EU vào ngày 7 tháng 5. Quy trình xin rút giấy phép tại các khu vực, quốc gia còn lại trên toàn thế giới cũng đang được thực hiện. Động thái thu hồi vaccine của AstraZeneca diễn ra chỉ vài tháng sau khi hãng này thừa nhận loại vaccine trên có thể gây tác dụng phụ hiếm gặp, bao gồm tình trạng đông máu đi kèm với hội chứng giảm tiểu cầu. Hãng nhấn mạnh quyết định thu hồi không hề liên quan và hai vụ việc diễn ra gần nhau chỉ là sự trùng hợp đơn thuần.